7. Này thì được 6 cái 7. Gọi là 6 cái 7. Các bạn có thể thấy cây mông rừng, đây là một trong những loại mà lá mà rất là nhiều loài động vật ở khu bảo tồn Sao La chúng ăn cái loại lá này. Hiện nay là mùa mưa nên là cái dòng mông này rất là nhiều. Chúng tôi đang sẽ thưởng thức cái món ăn này trong bữa ăn ngày hôm nay. Rất là nhiều cái cây mông nằm treo leo trên các cái vách cao. Các bạn có thể thấy cái con đường suối rất là dài ở đây. Đây là cái đoạn đường mà hôm trước khi mà lên phía lõi rừng thì mình đã đi qua. Giờ nhìn lại vẫn thấy sợ vì hai bên là những vách đá rất là cao, dòng suối sâu. Cái mông này rất già, thì tước cái cuống cho nó nhỏ lại, lấy phần lá và phần cuống nhỏ thôi. Mông này mình có dễ bị nhầm lẫn với cái cây gì khác không anh? Đúng rồi. Nó có loại đó thầy. Cũng có nhiều loại nhưng mà loại này nào cũng ăn được hết, mình lột nên mình nấu chín. Dạ. Anh Vương đang chặt cây này để nấu nước uống. Cây này tên cái gì anh Vương? Ngũ gia bì. Ngũ gia bì. Uống giúp cho ngủ ngon giấc hơn, không bị mộng mị. Ngủ ly bì à? Ngủ gia bì, ngủ ly bì à? Đó, sau đó anh Vương sẽ cuốn nó lại. Mình bỏ. Bên kia thì anh Môn đang làm món canh môn hôm nay. Nhưng mà tại sao mình nấu nó rụt quá, nó mềm rụt quá. À phải nấu vậy thôi. À khỏi ngứa à. Nấu sơ quá bị ngứa. Dép của anh Môn bị rách, bây giờ anh Môn phải thiết kế lại để hàng lại, ngày mai tiếp tục chinh chiến. Thành quân rất xa. Đường ngày mai rất dốc nên là đi rất là khó. Rách cho mộ. Rồi. Đó. Đáp lại rồi. Rách chỗ này, bây giờ hàng nó lại. Đó. Đây, đó. Đây. Rất đẹp. Rất đẹp. Môn đang chuẩn bị hàng dép bằng cái lưỡi dao. Thôi dép của anh Môn đi được bao lâu rồi? Đi được nửa tháng rồi. Nửa tháng? Chỉ là khoảng tháng hai tháng lại tốn thôi à? Hai đợt nên là coi như ra đi dép này là cuối cùng. Hai đợt là nửa tháng rồi. Dạ, cứ đi thêm nửa tháng nữa là hết đúng không? Hết hạn sử dụng đôi này đúng không? Rìa đẹp hơn rìa. Dạ đúng rồi, như vậy là đẹp rồi. Hàng đẹp hàng hơn hàng ở mặt ngoài đúng không anh? Hàng mặt ngoài chứ mặt đi mặt trong nó cấn cái chân. Nóng rồi kìa, nóng rồi kìa. Nóng rồi đó. Cái lửa dao đốt dưới cái lửa nóng cho nó nóng cái đầu mũi, xong ta kéo qua
Rồi. Một từ vướng. Bỏ chùm lên cái được thì. Rồi, chúng ta hàng lại. Mặt sau chân. Bên phía trước thì rồi phía sau. Bên này. Mỏng quá. Hôm bữa em mua cái đôi dép đi rừng kiểu này á, anh Nhật anh kêu, em ít đi mua đôi dỏm dỏm thôi, em kêu thôi đã đi là mua đôi tốt, đi cho nó khỏe chân, chắc chân đúng không, bảo vệ đôi chân là tốt nhất mà. Đó, cách hàng của dép này là như vậy. Đẹp đẽ ngay, hàng dép rất là xinh điệu, giữa rừng mà đi mang mấy đôi giày đôi dép kia vừa trơn trượt mà vừa khó nữa. Xem thế nào đây là gì nha. Đây là nồi canh môn, môn rừng, lá môn rừng cùng nấu với thịt muối. Đó. Đây chắc chắn là nồi cơm rồi. Ở trong rừng thì ăn đạm bạc có 2-3 món đó thôi. Rồi lúc bay độ mà di cư trời. Tối qua ngồi không ngon, ăn thì ngon, nồi cháo ngon thiệt. Nồi cháo quá ngon. Tối qua nồi cháo quá ngon mà bị ong. Y luôn. Bà dân Trung Quốc giờ tới Trung Quốc. Son nào là củ luôn, còn hết y bọt để y nữa luôn. Sao nhận xét sao cái món mò này em? Cay. Ví dụ những cái từ cà tô mà nó trùng hợp với tiếng Anh á. Trùng hợp với tiếng Anh này. Khao này. Nhưng mà từ khao á, cái từ mà mình ghi ra tiếng Anh là khó, mà cái từ mà ghi nói trong chữ cà tu là có chữ đâu nghe. Dạ. Cái từ khao của họ đó, nhưng mà từ khao là giống từ tiếng Anh là lạnh này. Lạnh, à. Đi cô ở đây chơi giống nữa ha. Đấy, no. No, no là cho á. Không, cái này là no bên kia là không, nhưng mà bay này á, là bay này á, là. No là cho, à. Đó là đai, cái giọng nô là đai đúng không, đúng không? Ca là không. Đưa đi đây. Ca là không. Còn mà còn một cái từ rất nhiều từ luôn mình. Có từ gì nữa? Nô từ đai nè. Nô đai. À họ đạp ở đâu? Nô ai chứ họ đạp ở nô đai đúng không? Nô ai à? Nói chung nhiều từ tiếng Anh mà trùng lặp lắm, nhưng mà kỳ uống rồi xíu rồi nhớ không nấu nữa. Ok anh, vậy mai uống tiếp, mình nhớ tiếp. Chờ virus thay nhập rồi. Ví dụ nói từ anh yêu em tiếng Cà Tu là sao anh Môn? Không biết rồi. Cầm phiên dịch không? Mình là phiên dịch phải không? Rồi, phiên dịch cái môn mà không biết rồi mà đến bộ lớn mà mình. Anh phát âm cho chuẩn chứ, ý là anh Môn phát âm cho chuẩn. Ati kiêng ano cá đó. Ano chứ ano kiêng ati cá chứ. Ati kiêng ano cá. Ati kiêng ano cá. Là em có yêu anh không? Là em có yêu anh không hả? Ati là em. À. Ano là anh. Kiêng là thích á. Kiêng là thích. Yêu á, thích yêu rồi đúng không? Em có thích anh không? Ati kiêng. Ati kiêng ano cá. Con co nữa. Thường mình lại tay nằm dòm một cái cá tiên kia rồi cá là khám đó cá không cá cộng rồi. Ở trên núi thì giải trí, hình thức giải trí hàng ngày của chúng tôi là tiếng radio để cập nhật tin tức. Như các bạn có thể thấy ạ.
trân trọng.